Rồi hạng cân 60kg nữ giữa Nguyễn Ngọc Thu Sương đội tuyển đá lá ngọc đài đỏ gặp Nư Thế Mỹ Quỳnh đội tuyển quân đội ngọc đài xanh. Hai võ sĩ đang mặc xe đài. Hiệp 1 giữa Nguyễn Ngọc Các nhâm định chú ý Đà Nẵng thi đấu tới đài đỏ gặp bắt đầu Thế Mỹ Quỳnh góc đài xanh quân đội. Hai võ sĩ đang xe đài. Hạng 60kg nữ. Hiệp thứ nhất bắt đầu. Trọng tài không công nhận là đánh giá. Trọng tài không công nhận đòn. Các bạn đang theo dõi hạng 60kg nữ giữa Nguyễn Ngọc Thu Sương đội tuyển Đà Nẵng góc đài đỏ gặp Lư Thế Mỹ Quỳnh đội tuyển quân đội góc đài xanh. Giải võ thuật cổ truyền toàn quốc lần thứ 8 diễn ra tại nhà thờ Ông Thuộc và đại hội thể thao toàn quốc. Tốt, khá còn phản rồi đó, chân phải góc đài xanh. Hiệp 1 xanh thắng. Hết giờ nghỉ, sân sóc viên rời sàn đài. Hiệp 2. Hiệp thi đấu thứ 2 bắt đầu. Các bạn đã theo dõi hiệp 2 giữa Nguyễn Ngọc Thu Sương đội tuyển Đà Nẵng góc đài đỏ gặp Lư Thế Mỹ Quỳnh đội tuyển quân đội góc đài xanh. Hiệp 2 đang thi đấu. Rất tốt, còn đánh rất hiệu quả. Thank you.
Hiệp 2 xanh thắng. Toàn trận xanh thắng. Như thế, Mỹ Quỳnh đội tuyển quân đội đã thắng. Kết quả trận đấu: võ sử võ sĩ Lê Thế Mỹ Quỳnh, đơn vị quân đội góc đài xanh thắng cuộc. Mời trọng tài Phan Thị Phước.